girl. Lần đầu tiên gặp nó dạng dày. Thường mèo nó nhát lắm chứ mình sao con nó dạng như vậy. Thường thường mấy mèo đây mèo cam thế mà nó có hai màu rồi. Màu trắng với màu mướp. Mập ghê. Biết không? Trong thời gian gần đây mình cũng có một vài công việc bận gần Tết mà nên đi ra đường nhiều nên không có thời gian quay clip cho các bạn. Nên các bạn nào mà yêu mến ở trên kênh thì thông cảm. Cái thời gian này thì mình sẽ ít lên clip nha. Mình vô đây mình gặp con mèo này nè, dễ thương nè. Quay lên cho các bạn nào thích mèo xem. Chứ còn mai là bắt đầu đi ra ngoài đường bán mai Tết rồi. Không có đi tìm mấy con vật đáng yêu quay cho các bạn xem nữa. Rồi qua Tết thì mình sẽ có thời gian nhiều hơn. Rồi lên clip đều đều cho các bạn xem nghe. Không. Cũng là người yêu động vật nó có khác, đi đâu động vật nó cũng mến hết. Chứ gặp con này mà người lạ là nó chạy mất dép rồi. Thấy không? Làm dễ thương không? Năm mới rồi, sắp đến năm mới rồi, nhà các bạn có chuẩn bị gì chưa? Có mua sắm gì chưa? Năm mới bây giờ mình cũng phải ra đường, mình để đi bán mai đây. Cuộc sống mà. Rồi đây mai đó. Tối nay mình lên clip này phải thông báo như vậy nha. Nên các bạn nào mà thấy mình lên clip chậm thì cũng đừng có thắc mắc lý do nha. Không, nó ủi tới chân luôn không. Nó ủi vô chân nữa em, thấy thương không? Thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Có dịp nào mình rảnh rảnh mình lên clip thường cho các bạn xem. Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe. Nếu như mà lần sau mà mình có thời gian thì mình sẽ lên clip trước Tết, còn không thì sau Tết nha. Bye mọi người.